Thưa bác, bác phổ biến pháp môn giải thoát, tại sao có quá nhiều người chửi bác như vậy thưa bác? Bây giờ đây là làm ăn mà bác giải thoát là không cho ta làm ăn, thì nó chửi đúng rồi. Các chùa ra để làm ăn chứ không phải giải thoát. Các chùa giải thoát nó khác. Chừng nào mà các chùa mà để chỉ giải thoát thì ta không chửi à. Còn tại các chùa ta đi làm ăn, ta kiếm tiền, mà bây giờ bác nói giải thoát là bỏ mà. Giải thoát là bỏ hết. Thì người ta chửi bác là cái chuyện đúng quy luật vật lý, chứ đâu có thì sao. Vì thế mà ngày xưa ông Phật đã nói là cái pháp môn này con nói ra nó sẽ chửi con là sao. Người ta làm ăn có tiền, còn con nói ra để là không, để mà không có được tiền, thì đương nhiên hai cái này đối nghịch, nó chửi. Con có buồn không? Nó không. Thì chừng nào chửi quá thì còn buồn. Bây giờ chưa buồn, nó còn nắm chút nữa. Chừng nào chửi thì sao vậy? Nghĩa là chửi quá thì sẽ tu nhất tự thiền, buồn. Giờ chưa chịu tu nhất tự thiền. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, đạo Phật là đạo giải thoát. Cớ sao nhiều thầy nghe hai danh từ giải thoát, họ chửi? Vậy là sao thưa bác? Thì mấy người họ chửi là họ không tu giải thoát. Họ tu cúng họ chửi, họ tu tụng họ chửi, họ tu niệm họ chửi. Bởi vì là ta, bởi vì giống là cái nghề anh làm nghề gì anh, ta nói theo ý anh á thì đúng, còn anh nói người khác không được. Người ta tu cúng để người ta kiếm tiền mà tu giải thoát này nó chửi rồi. Tôi lo tôi tụng tôi kiếm tiền mà ông ngồi để ngồi giải thoát, chửi vô mặt là đúng rồi. Đi sai nghĩ người ta thì người ta chửi, là cái đó là quy luật thế giới này. Không có cái gì mà rắc rối này hết. Có nghĩa là anh làm sai người ta, ta chửi. Chứ nếu mà anh cúng y như người ta, cái chùa này mà cúng không ai chửi rồi. Nghe không? Giống người ta. Còn tại cái chùa này người ta bao nhiêu cái xung quanh ta cúng, mà còn ông ngồi đây ông dễ thoát thì nó chửi là đúng rồi. Thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Giảng sư lừng danh Thích Phước Tiến nói bác bịa ra quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo vào dòng Thiền Tông, có phải như vậy không ạ? Này ông nói đúng 100%. Tôi bịa rõ ràng, cả thế giới không ai biết, thì có mình tôi nói là tôi bịa ra chứ còn gì nữa. Thấy không? Bởi vì cả thế giới không ai biết cái Thiền Tông này thì chỉ có mình tôi, thì tôi bịa ra tôi mới có chứ là không ra. Nếu mà tôi không bịa phải có người thứ hai biết, mà cả thế giới không ai biết thì đương nhiên tôi là người bịa, nghe không? Mà tôi bịa ở đây là tôi bắt chước ông Thích Ca. Ông Thích Ca ông cũng bịa, ông không dạy cho đệ tử mà ông đi dạy cho cái bà Long Nữ rồi, nghe không? Nếu mà nói bịa thì Nguyễn Nhân bịa và Thích Ca bịa luôn. Không ai biết. Mấy chục triệu đệ tử theo Phật Thích Ca, không ai biết cái này hết. Mà chỉ có ông Nguyễn Nhân biết là ông bịa chứ còn gì nữa. Ông nói rất đúng 100%. Rồi con hỏi tiếp đi.